Tu a ta tu san re ta po sa ra ta ta tau pe se tan tu pa pa re ta te san tu ra te ta ke chi phan do tau can re te can do tau can re nam mô chư đà quang âm nam hải bồ tát sa ta đại chứng minh a di đà phật 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 thế bà nội mở căn bà nội rồi soi rọi duyên nào là duyên của thiên đình đưa xuân vậy tất cả các vị này là có hậu thuẫn thiên cơ kha lộ bà nội cho ta xuống trà. Sa 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 rồi chào thân chào thân công công mà lão công công mà lão sư chào lão sư à lão sư về lão sư về bát giới bát giới bát giới bồ bát bát giới à bát giới bát giới à, rồi mô Phật cúi đầu chào bà nội bát giới cúi đầu chào bà nội à, thành tâm rước lễ công hỷ đây là trừ bát giới về sát và có một vị thần linh theo hộ tâm trừ bát giới khai khảo chí sư cảm ơn chí sư sư rô mà đến thì xa 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 xô mà đã ca ta phà xa ta mời trư bát giới pháp với ta một bài hội pháp pháp trước đi pháp khi chọn mùa này khi sư xa khoa sĩ đó mô Phật phản khí phủ xà xin cố tổ đại thần mở trói cho cái phần khẩu đi a ni mô a ni mô a ni mô a ma ni mô a ni mô cầu xin mẹ Quan Âm Nam Hài tạ xuống trần miên để mở cầu cho cái phần tâm vào cái phần sạc so với là cảnh thi phù xì xà phần tâm mở tâm phần trị mở trị phần quệ mở mắt ra mở khẩu ra pháp với ta cho nó uống ly nước cho uống nước để nó pháp đây pháp với bà nội nhá bà nội gọi chuông tới đâu thì pháp tới đó nhá một Phật soro monikiti pon soro monikiti posara rồi pháp ra pháp ra ngôn qua bất lực gì thần trừ bắt giới trở thần con heo quay số phần ham muốn ăn chơi giờ đành chiến phận sâu xa thế này chào trừ bất giới tiếp tục duyên kiếp trần gian đã tận nay về thiên đình hội ngộ cùng mẹ cha trinh ân trinh chứng giám lòng thành nay tướng này xin nguyện theo thác này để hỗ trợ cứu chúng sanh. Vậy tề thiên đâu hãy cùng bắt giới mua cho ta coi một liều thuốc bắc coi. Lệnh của bà nội bắt giới này từ niên kỷ nào mà cái miệng chưa thấy chu ra vậy bắt giới heo này heo gì dạ bà gì? Heo cậu. Gì dạ theo này là nói kỳ quá nội ơi không bà nội cho trình căn rõ ràng heo gì cũng được mình là heo heo giống heo giống heo nọc hay là heo cái heo nái trình ra nói cùng các huynh đệ đây cự con mà nội
Bà nội hỏi khác đi. Bà nội sẽ khóa khẩu hết, không cho ai cười. Điểm danh tại trán, nghe lời bà nội, heo gì, nọc gì, số mấy? Dạ, con xuống Trần Giang trở thành là con heo nọc số 4. Số 4? Mô Phật. Vậy heo nọc số 4 này là con cháu của Bắc Giới đạo đời số mấy? Ba đời sau. Mô Phật. Căn quả làm nghề gì trước? Ba đời căn quả làm nghề gì mà giờ trở thành con heo để đi tu? Mô Phật. Con cũng hầu đó trên thiên đình, cũng hầu thiên đình. Tánh con là còn giỏi lòng tham, con nên ăn trộm đồ quả đào cho nên con bị đài xuống đây. Mô Phật. Đúng không? Mô Phật, nội cứ xét soi. Có xét sanh hại vật không? Có làm lò heo mổ heo không? Dạ không. Thiệt không? Dạ mô Phật. Mô Phật. Đúng không? Dạ đúng. Nếu ta rọi ta coi mà trước kiếp nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp có làm lò mổ heo thì như thế nào? Dạ tùy theo nội xử lý. Mô Phật. Vậy xá nội 9 10 10 sát. Xá nội 10 sát. Đây là con heo nọc biết tu, từ vô lượng kiếp bị đọa xuống trần gian này, hành cái xác này khùng khùng ngơ ngơ không biết gì hết, không có thầy nào mà để xem coi được cái xác này, cái vị này là ai, cứ cho rằng quan thánh đế quân, cho rằng cố tổ đại thần theo hành xác, cho rằng âm binh nhập đủ thứ hết. Vậy là hôm nay được duyên với bà nội, bà nội khai mở ra chứng tỏ là con heo nọc, phải không? Mô Phật. Mừng không? Gặp bà nội mừng không? Con heo nọc. Dạ con thành tâm rất mừng. Vậy bà nội quá giải, đặt cho cái tên cho đẹp lên nha. Mô Phật. Đây là Thánh Từ Bi. Bà nội quá giải cho là gọi là Thánh Từ Bi. Mô Phật. Mô Phật. Thánh Từ Bi này từ cái gốc gác là ở thiên đình, cho nên bà nội quá giải cho là Thánh Từ Bi. Ô Phật. Phải biết xuống thế mà làm phước cứu dân độ thế độ đời. Vậy ta cõi lớp cho vị này, con heo trở thành con heo, con vật súc sanh trở thành Thánh Từ Bi. Rõ chưa? Dạ mô Phật. Đó là pháp môn tịnh độ. Mô Phật. Phàm trần này phải biết dùng cái chữ Thánh Từ Bi pháp môn tịnh độ. Tất cả chì phôi trong cái cốt lõi của người ta đã đọc ra hết hiệu lệnh, ta sẽ cấp lệnh người. Nếu ngươi chuẩn đàng hoàng, nơi ngươi là con heo nọc, thì ngươi phải trình cho bà nội đi. Đi chân đất đầu đội trời, con heo nó kêu tiếng gì thì phải ra tiếng đó. Thì bà nội cấp lệnh cho ngươi, để ngươi cầm lệnh của bà nội. Ta xuống trần này để ngươi phục diện cứu độ cho ba tánh chung sanh. Ta cấp lệnh cho bàn tay ngươi ha, để mô biết Phật. Nhìn và vuốt ve ai tới chữa bệnh, ngươi vuốt ve là người ta sẽ thọ tâm và thọ giới mến phục ngài. Vậy hôm nay ta lấy danh hiệu Bồ Tát, ta kêu vị này là vị Thánh Từ Bi, nhưng ta gạt bỏ hai một chữ Bi, ta gọi là Thánh Từ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đặt cho ngư hai chữ thôi là ngài Thánh Từ. Mô Phật. Mô Phật. Vậy thì ta khai quang điểm nhãn cho ngươi. Trước khi ta khai quang điểm nhãn cho ngươi là ta quánh ba tiếng chuông. Ta gõ mõ là mắt ngươi sẽ sáng ra thật thi. Niệm Phật A Di Đà. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm cầu ơn nội.
Vậy ngày hôm nay con mới được đạo diệu dắt con trở thành một người giúp đỡ ba tánh của độ chúng sinh muôn vàng đạo ơn nội. Vậy Trừ Bát Giới này là cốt lõi, đây là cháu ngoại của Trừ Bát Giới nghe không? Nam Mô Di Đà Phật. Vậy cháu ngoại Trừ Bát Giới bà nội qua giải cho đặt cái tên gì nhớ chưa? Dạ con tên nhớ gì? Tên gì mới thì nói đó, răng nhớ coi. Tề Thiên đâu? Tề Thiên Đại Thánh qua giải cho hai cái nhĩ lỗ tai của nó để cho nó nghe, nó nghe nó hiểu cái tên của nó đi. Sa Tăng đâu? Đứng dậy coi, Sa Tăng đứng dậy phục diện cho bà nội hiểu coi. Sa Tăng. Tam Tạng đâu? Phục quá. Tam Tạng cốt lõi bà nội kêu phục quá là hiểu chưa? Là đứng đây niệm Phật A Di Đà, môn phái đầy đủ. Sa Bồ Đề Kỳ Tam Tu Si Sa đứng lên niệm Phật. Phu Đi San Ru A Ta Phu San Ri Ta Phu Sa Ra Ta Ta Tâu Kỳ Si Tam Tu Pa Pa Ri Ta Kỳ San Phu Ra Kỳ Ta Kỳ Si Phán Ru Tâu Can Ri Tỳ Can Ru Tâu Can Ri. Nam Mô Chư Đà Quang Âm Nam Hải Bồ Tát Sa Ta Đại Chứng Minh A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật. Con heo nó đi nó bò sao nó đi sao và tiếng kêu con heo kêu con heo sao ọt là ngài đứng tại chỗ vậy hả? Nó ăn cám á, nó ăn cám ăn rau ăn lú nó ăn như thế nào? Thật kỳ thật kỳ ăn sao sao bồ phật sa ra bồ đề kỳ sa ra. Vậy con heo này con heo thánh, vậy nhìn trên đây có thích cái lọc nào bà nội sẽ cho cái lọc đó để ăn để khỏe. Thích cái lọc nào cúng Phật cúng cụ quyền thích lọc nào chỉ ta lấy cái tam tạc. Cho nan mu ni ban ri ki ban sa ra mu ni tan tu ran ki ki san tu sa ta sa tăng đau diệu dắt con heo nọc này và cho nó qua sông qua suối. Tam tạng đâu kim quy đâu đưa nó qua sông qua suối. Cô đi kì tìm cô a tại thiên đâu cô si cần pra na bốn kiên pra ta bố sa can ra mô na ti pha chi can ru na kì ta bố sa tu ra tu ra tu ra phan chi can rau tàu pha can chi kì rán đu li can ta bố sen tu phán na bốn kiên bốn phát bố si bốn pra phú ca tán tùy quý sa tú ra can chi ký ra tú ma cá chi quán rù tú can quán rì tí can số pha si pha. Tâm tạng này niệm lớn lên A Di Đà Phật A Di Đà Phật phú ca A Di Đà Phật đây A phú A Rạn Mô Kỳ Sa Na Phú Sa Phú Sa. Rồi đủ môn phái hôm nay đây là bà nội chuyển hết cấp quyền lực cấp hết tất cả quyền di cho các chư vị thầy tổ của các chư vị này hôm nay đều có mặt trân trọng kính mời chư vị Sa Tăng. Vậy hôm nay ta trình tấu lên Đức Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây là vị Sa Tăng mà từ bấy lâu nay cái đầu này nó lạnh lẽo, nó tu chưa đạt bởi vì chưa ai khai ngộ cho nó rõ ràng danh tánh cùng thần. Chỉ có bà nội mới hiểu rõ về nguồn gốc lịch sử của nó. Đây là Sa Tăng.
Sa tăng này được bà nội đưa từ thiên đình xuống tá xuống trần miền mấy bao lâu đời bao lâu kiếp vô lượng kiếp nay nó mới trở thành là sa tăng xe tăng sa tăng. Vậy pháp môn tịnh độ bà nội cho phép khôi vị sa tăng này có chư vị lục tổ huệ năng phải không? Này hỡi sa tăng, minh chúng của ngài, ta cấp thiết giáp lục môn chư tướng, hôm nay ngài đã vui lòng chưa? Ngài rất là thỏa mãn và vui lòng. Vậy là ngài đứng dậy, ngài múa công đạo du hành lực cho ta xem coi. Chan sĩ Phật Rô Bản Kỳ Cạn Ca Mỹ Lý Kỳ Tạng Chan Rị Phú Sĩ Sán Na La Phú Cạn Rị Phê Sĩ Sán Phú Ta Phú Sĩ Cạn Rô Nây Lý Bản Kỳ Cạn Chô Phú Ra Rồi Được Rồi. Chào vậy ngươi hãy trình diễn cho ta một bài pháp môn tịnh độ Châu Gia Châu Khởi tại cung đình của ngài Ngọc Đế cái ta coi coi đúng không? Ngài nói là ngài không làm được nhưng ngài chỉ biết tâu cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ta thử ngài nhưng mà ngài nói đúng thì ta phục. Ta phục cái chữ phục này là bà nội nói chữ phục này thành cái chữ quy y Phật Đà Tam Bảo nghe chưa? Biết ngôn năng lễ giáo thì phải hầu kính cha kính mẹ diêu trì kim mẫu. Phần căn này là thuộc lão đế dương. Phần căn này hôm nay bà nội tháo gỡ cho tất cả cộng đồng trên thế giới này đều nhìn gương mặt này rất là hiền lành và khả ái. Trong bụng hiền lành không hề chất chứa gươm đau, vậy mà còn bị hàm quan xa hiệu. Nay Phật mẫu diêu trì ứng thi tại tòa thánh góc cao đài cung điện của Tây Cung Dương Mẫu, trình lên cha Ngọc Đế thánh thất cao đài phát nguyện cảm ơn chân mình. Bà nội chỉ dạy cho căn cư của con, bà nội thấy con làm việc có lực và có đức. Vậy con còn một đứa nhỏ nào trong người con đang theo con đây? Mô Phật. Con nói con không biết. Vậy có phải là Na Tra ứng hầu không? Vậy hỡi lục tổ. Na Tra đâu? Pháp môn tịnh độ Na Tra ứng khẩu chiêu xuống hào quang phát nguyện chứng minh. Xin lục tổ La Hầu La cầm lệnh cung của mẹ sám hối tội tình. Na Tra hãy đứng dậy lên cho bà nội kiểm soát coi. Chào ấn lệnh cho ta thấy coi ấn lệnh Na Tra như thế nào. Ấn lệnh Na Tra. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Phần căn này trong đế thiền đế thích mà ra,
lãnh sự cổng trời thứ năm. Vậy ta hỏi, Na Tra đã về cổng trời số năm này từ bao đời bao lượng kiếp vậy hỡi Na Tra? Mô Phật, A Na Tra nói là con không nhớ thì nhờ bà nội diễn giải cho con. Giờ con muốn đi tu, con muốn sám hối với bà nội, lực bất đồng tâm nên Na Tra giờ là làm việc hay bị ngủ buồn ngủ á, đúng không? Mô Phật, bây giờ bà nội sẽ khai khẩu cho Na Tra chinh phục khắp năm châu bốn bể, biển Thái Bình Dương đang bị động vì chất độc của Trung Quốc. Vậy Na Tra đứng ở cõi nào được để chinh phục cái biển Đông này, giành lợi quyền lợi cho đất nước Việt Nam đây? Hãy trình ra cho nội hiểu. Các thiền sư đại mong, bà nội ta xuống trần thế này để ta điển cho những phần linh căn gieo duyên là ở cõi thiên đình Ngọc Hoàng, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống trần miền này, không hiểu không rõ là nhiệm vụ mình ở đâu và công việc mình phải làm gì. Trực thi thạ thì bà nội sẽ chấm điểm cho Na Tra một công đức vô lượng kiếp. San thủy sa phụ san ni phụ trán kỳ san ru phản ký can sụ phản trì. Ta mời Tam Tạng đến giao lưu với chức năng vị Na Tra này. Ngài Tam Tạng chỉ biết niệm Phật A-di-đà Phật, đứng tại đây A-di-đà Phật, để bà đứng tại đây trước mặt, đứng trước mặt để bà nội cấp điển cho Na Tra, đứng ngay luôn đây. Mô Phật. Sa sĩ sa sĩ sa sĩ sa 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 sĩ sĩ sĩ. Tam môn thánh địa chư hầu, Ba la bát nhã đa tam kinh, A di đà Phật. Ba ta ha ma ha bát nhã đa tam kinh, A di đà Phật. A di đà Phật, 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 A di đà Phật. Rồi. Rồi được rồi, né qua một bên. Phu sĩ vô đề kỳ tế cho ạ. Phu rì kỳ tế phu sà rà mô nà kỳ tế phu ẩn phu sĩ phu sà phu rì kỳ tế phu sàn phu rì kỳ tàn. Mù rì kỳ tà phục lĩnh tề thiên lợi bắt ân lĩnh, nắm tay với bắt đoàn kết với Na Tra cho bà nội thấy coi. Phu sĩ cần trụ ảnh ní bù rì kỳ tế phu sà phu rì kỳ tế phu sàn trụ ảnh án mù rì kỳ tế phu sà phu kỳ ca ả đa ca tế phu sê rà bà tê ca sở rộng ảnh tế phu sà rà phu rì cắn tù ảnh sĩ phuận phá rà phu rì kỳ tế phu sà rà phu rì kỳ tế phu sà rà bà. Rồi, được rồi. Ngọc Đế rất là vui mừng lắm. Ngọc Đế cha ở trên nhìn xuống thấy các con đủ duyên hôm nay. Đây cũng như là cái hội thánh thiên lòng hòa ha. Ta thay mặt cho tất cả các cộng đồng, các cõi, các cô cậu dì chú bác họ nội họ ngoại mênh mông trời đất vô lượng kiếp, hãy tháo gỡ hết trong tiền kiếp của các cái chư vị này, được ta xuống trần miền này để bà nội mở căn, bà nội rồi soi rọi duyên nào là duyên của thiên đình đưa xuống. Vậy tất cả các vị này là có hậu thuẫn thiên cơ kha lộ, bà nội cho ta xuống trần này để trình căn, để kịp thời kịp lúc đưa cứu quyền thất tổ của mình được có ghế vào hội Long Hoa thời kỳ bà chiên chót. Mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật.
Rồi dùng giấy như vậy là được rồi. Đi xuống lòng đất để mà trì cứu bắt động yêu quái ở thủy lầu dưới nước lên cho ta. Xin mời cái chư vị này, Phật Quan Âm Bồ Tát đã nhìn nhận người là con của Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa. Đây là con trai út của Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa. Vậy trong kinh La Hầu La đã có pháp tiên âm thượng âm, được công đức của mình thì mới được chuẩn nghe chưa? Vậy ta mời chư vị bát giới thiên môn hòa lĩnh sự. Tên của ta đã đặt rồi rất là khả ái, môn hòa. Vậy con heo nọc này sức gia đã nhiều đời, nhiều lượng, vô lượng kiếp. Hôm nay mới được khai điển thành để trừ bát giới heo nọc này. Lắc lắc cái lỗ tài là ta sẽ cho thông nhĩ. Lắc lắc lỗ tài. Hôm nay ta cấp ân lệnh cho cái vị bát giới này gọi là trừ bát giới thì thành thánh từ, tên là thánh từ. Thanh từ hỡi thanh từ, bà nội đặt cho thanh từ này là con phải biết tu tâm tích đức, không còn nóng nảy nữa, quyền di phải di diệu hiền lành để ra đời cứu nhân độ thế, phải không thanh từ? Này bà nội đủ duyên bắt cơ ân này, giúp cho thiên cơ kha lộ, trừ bắt giai phải chào với cõi trần này bằng một tiếng gì đó mà bà nội sẽ giúp ăn cho người. Rồi ta bắt ân thiên của Phật Tổ A Di Đà, từ nay về sau phải niệm Phật A Di Đà Phật theo ngôn lệnh của mẫu diệu trì. Công đức của bà rất là vô lượng kiếp, bà đã tạo dựng ra quả đất này là bà đã có sự cảm hứng chứng minh cho nhân loại, cho chúng sanh. Bà không phân biệt ở cõi nào, dù là súc sanh à vật, cùng bà cũng cho được siêu thác giảng sanh. Nếu con vật nào biết tu, bà dẫn từ bi cho sám hối, tu cho đúng cội, tu cho đúng nguồn, tu cho đúng đắc quả La Hầu La. Nghe rõ chưa vậy? Ô la chạp mơ hô tật chật chật ma tật chật rô. Thanh từ, nhớ cái tên là thanh từ. Ô la chạp mơ. Ú khí xí xa, phô rạc kê tạp phô xa. Phô xa rạp, mô rạc kê xa rạp. Mô kê xa rạp, mô kê xa rạp. Mô kê xa rạp, mô kê xa rạp, mô kê xa rạp, mô kê xa rạp, mô kê xa rạp. Bà, rồi được rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Hôm nay bà thấy đủ duyên, bà rất là mừng. Mừng vì ở cõi trần này không ai khai căn khai quá được cho người. Bởi vì trần thế là nghiệp hoặc,
Nghiệp hoặc là do cái lòng u minh và cái sự nóng nảy của con. Mô Phật. Vậy thì giờ bà nào giúp cho một cái ấn khẩu để xá đi cái tội nghiệp của nhiều đời, nhiều kiếp, lượng kiếp của đời này. Nghe đó không? Bây giờ mở miệng ra cười như thế nào mà lúc mà vô động yêu quái năm gặp năm yêu nhìn nhện đó, làm lại cái đúng cái động tác đó để cho bà đạo nhìn thấy thầy. Lúc mà vô mà gặp yêu quái mà gặp năm con yêu nhìn nhện nó dụ đó, rồi nó bắt trôi qua bắt trư bắt giới đó, rồi là như thế nào? Như thế nào? Làm sao mà dụ được mấy con yêu đó vậy hỡi bắt giới? Mô Phật. Cười sao? Cười lớn lên, cười dụ á, cười lớn lên cho bà đậu thấy cái nét rồi, để bà đậu. Rồi sao nữa? Dụ gai thì phải biết dụ như thế nào? Kỳ với nội ơi. Không có kỳ, đây là tinh hoa, nội muốn nhận xét phải cho đủ lực. Thì nội mới cấp lệnh cho ngươi để cứu dân độ thế. Thì nội cho con đứng dậy đi. Rồi đứng dậy làm đi. Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Động tác đó là chính xác. Mô Phật, làm một lần nữa cho lớn lên coi. Mô Phật, Mô Phật. Rồi, được rồi. A Di Đà Phật.